Chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với Cadence Channel. Chào các bạn, hôm nay Cadence Channel lại trở lại để chia sẻ với các bạn một cái đề tài về những cô gái Việt Nam đó cưới Việt kiều Mỹ và những cú sốc xảy ra trong đời sống của họ, nhất là khi họ qua Mỹ như thế nào nha các bạn. Nếu các bạn thích Cadence Channel và thích xem những video như thế này, mong các bạn nhấn nút like, và nếu các bạn chưa subscribe thì mong các bạn nhấn nút subscribe. Thì ở đây chúng tôi có một câu chuyện nói về một cái cô này ở Việt Nam đó. Thì cô là một cái người mà có trình độ và là cái người tự lập. Ở Việt Nam cô cũng đã được học mà trong cái chương trình đại học từ 4 năm đến 6 năm. Bởi vì khi mà cô ra trường ở Việt Nam, cô đã đi làm việc, từng làm việc và sống xa nhà. Thế nhưng mà khi mà cô lấy chồng bên Mỹ này đó, cô lấy một cái ông Việt kiều người Mỹ này, thì mặc dù mà cô đã chuẩn bị sẵn một cái tâm lý về những cái sự khác biệt về văn hóa giữa người Việt Nam với người Mỹ đó, nhưng mà những ngày đầu khi mà cô sang xứ Mỹ này, cô vẫn bị sốc các bạn. Thì cô bị sốc như thế nào thì sau đây chúng tôi xin chia sẻ với các bạn nhé. Thì cô này là năm mà cô 24 tuổi đó, thì cô lấy một ông chồng và người Việt Nam về Việt Nam đó. Cái ông này ông định cư ở Mỹ được khoảng 10 năm rồi, và trong một cái lần về Việt Nam thăm gia đình vào dịp Tết ấy, thì ông đã quen cô này. Và cô này là năm đó 24 tuổi. Thì khi mà quen nhau thì đi đến hôn nhân sau hơn 2 năm tìm hiểu. Và khi mà cô tìm hiểu xong và cô lấy ông này rồi, thì ông rất là may là khi mà phỏng vấn lần đầu tiên cô đã được cấp visa ngay. Cho nên là cô rất là vui và cô chuẩn bị hành lý để sang Mỹ đoàn tụ cùng với chồng mình. Thế là, nhưng mà khi cô sang đến Mỹ thì cô gặp những cái cú sốc như thế này nè các bạn. Là dù bản thân của cô là một người tự lập và với hơn 6 năm học tập và làm việc xa nhà, cũng như cô đã chuẩn bị cho mình sẵn về mặt tâm lý để cô có thể đối diện với sự khác biệt về văn hóa của xứ Mỹ với người Việt Nam của mình. Và mặc dù cô luôn luôn được sự hướng dẫn cũng như là quan tâm hết mực của chồng cô, nhưng mà những ngày đầu sang Mỹ cô vẫn bị sốc các bạn. Và cái cú sốc đầu tiên mà cô phải chịu đựng đó là cái tình trạng mà cứ phải sống trong căn nhà yên ắng, rất là yên tĩnh các bạn. Hầu như là mọi nhà xung quanh nhà của cô ở đều đóng cửa và chẳng ai biết hàng xóm của mình là ai hết. Cho nên là những cái ngày đầu khi sang Mỹ đó, thì cô nói là đôi khi một mình cô ở trong nhà đó, thì cái thứ âm thanh duy nhất mà cô có thể nghe được đó là cái tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ treo trên tường thôi. Ngoài ra không có âm thanh nào khác. Đó. Và cái cú sốc thứ hai khi mà cô phải gặp phải đó là tiếng Anh của cô trong giao tiếp. Mà mặc dù cô ở bên Việt Nam, cô đã là người mà có một cái vốn tiếng Anh khá lắm rồi đó, đã được học tiếng Anh rất là nhiều năm. Và khi mà cô đi làm bên Việt Nam, cô cũng đã sử dụng cái vốn tiếng Anh rồi. Bởi vì cô đi lại ở Việt Nam, cô cũng có làm cho nước ngoài, cho nên tiếng Anh cô có thể nói là cũng biết đủ để mà nói đó, đối với những người nước ngoài ấy. Thế nhưng mà khi mà cô sang bên Mỹ ấy, các bạn, cái lần giao tiếp đầu tiên là cái việc mà cô phải đi đăng ký những cái giấy tờ cá nhân của cô. Tức là cô phải tự lo liệu để mà xin được những giấy tờ cá nhân trước khi mà cô sống tại Mỹ đó các bạn. Thì cô đã bị sốc rất là nhiều. Bởi vì cô, mặc dù cô là những người mà biết những cái từ ngữ quen thuộc, nhưng mà khi cô nói chuyện với người Mỹ nói khá là nhanh. Và họ thường họ nói một cách là lướt qua hoặc nối vần. Cho nên là cô chưa có thể nào quen với những cái cách phát âm, cũng như là chưa có thể nghe được. Cho nên có thể nói là chỉ có đi xin những cái giấy tờ cá nhân thôi. Mà cô đã hoàn toàn bị động. Đó. Hoàn toàn bị động nghĩa là chẳng hiểu và chẳng trả lời gì được cả. Và chính vì như vậy mà cô đã gặp rất là nhiều bỡ ngỡ trong cái cuộc sống mới tại xứ Mỹ này. Và cô chưa có thể nào mà đi học cũng như đi làm, và cũng chưa biết lái xe nữa cả. Thế nên vào những cái ngày trong tuần thì lớp ông xã của cô đi làm á, thì cô chỉ có quanh quẩn trong nhà thôi. Và cô rất là nhớ nhà của cô, nhất là nhớ mẹ của cô bên Việt Nam. Đặc biệt là trong những cái ngày lễ Tết thì những cái nỗi nhớ của cô nó càng được nhân lên gấp rất là nhiều lần các bạn. Rồi thì cô sang Mỹ vào cái dịp gần Tết Nguyên Đán á, cho nên là chỉ vài tháng sau khi cô sang Mỹ thì Tết cổ truyền của Việt Nam tới. Cho nên là những cái ngày Tết của Việt Nam ở bên Mỹ này các bạn, mặc dù xứ Mỹ này là cái nơi mà rất là giàu có rất nhiều đồ ăn và có đủ mọi thứ và phương tiện để mà mình có thể ăn uống một cách thoải mái, thế nhưng mà cô vẫn cứ nhớ tôm khô củ kiệu, cũng nhớ những cái Tết mà mẹ chum họp với mẹ của cô đó. Để nhớ những cái bánh chưng mẹ cô tự gói, rồi những cái đòn chả mà mẹ cô tự làm. Những cái nỗi nhớ da diết đó đã khiến cho cô chạnh lòng, và cô đã
quyết tâm là đi tìm những cái thực phẩm ở Việt Nam, mặc dù là phải là cô sống cái nơi không có người Việt á, cho nên là phải lái xe một cái đoạn đường rất là xa để mà có thể mua được những cái món đồ về và làm một cái Tết cổ truyền tự tựa giống như Việt Nam các bạn. Thì bên Mỹ này thường thường buổi sáng á, gia đình người Mỹ họ hay ăn bánh mì mà có sẵn làm sẵn đó các bạn, phết với những cái loại mứt khô đó. Hoặc là họ uống một cái cốc sữa dinh dưỡng một buổi sáng như vậy là họ ăn breakfast xong rồi. Nhưng mà cô này khi mà mới sang cô không thể ăn như vậy được. Cô cảm thấy không thể ăn nổi những cái bánh mì mà phết mứt như vậy. Cô cứ thèm bánh bao, rồi thèm phở, thèm bún bò Huế, thèm đủ thứ các bạn. Và thèm những cái thứ đó thì cô phải bắt buộc phải tìm tòi trên mạng để mà học cô nấu lấy cô ăn, bằng cách là đi chợ thật xa và mua những cái thứ đồ về mà làm những cái đồ đó ăn thôi. Chứ còn thực sự thì không, xung quanh cô là chắc chắn là buổi sáng không bao giờ có những hàng hàng quán mà bán những cái thứ mà cô thích. Người ở Việt Nam thì sáng ra là cứ đạp xe hoặc chạy xe đến một cái nơi gần nhất là mình có thể ăn được tô phở hay là tô bún riêu hay là cái gì đó. Bên Mỹ này không có các bạn. Rồi Bên Mỹ này chỉ có Cali với Texas, mấy cái tiểu bang mà đông người Việt, ở đông thành phố đông người Việt thì mới có những cái phương tiện dễ dàng như vậy thôi. Còn những cái tiểu bang xa, tắc xa lơ thì sẽ không có. Xa bang xa mà không có người Tiểu Việt ở đó. bang như là Montana là coi như người còn ít, chứ có người Việt. Đấy. Thế cho nên muốn ăn những cái thứ đó cũng không có, nên cũng làm đó cũng là một trong những yếu tố cũng làm cho cô bị sốc nữa các bạn. Năm hồi tôi mới bên Việt Nam sang cũng vậy, sáng sớm ra cứ thèm một tô mì hay là tô bún hay là tô phở chứ không muốn ăn những cái loại bánh mì khô của Mỹ các bạn. Nhưng mà mặc dù người Mỹ người ta ăn như vậy không, giờ đến cái đồ ăn trưa cũng vậy. Cô kể là trưa thì Mỹ họ cũng chỉ ăn một cái cặp bánh mì cặp với ham khô vậy là họ xong rồi đó. Nhưng mà chồng của cô thì cũng không ăn như vậy được, cho nên là cô lúc nào cũng phải nấu cơm rồi làm món xào, món kho, thịt kho, tôm kho hay là cá kho để mang cho chồng đi đi làm đó. Cho nên là từ một cái người phụ nữ rất là vụng về về cái bếp núc đó, thì vì xa quê hương và nhớ những cái món ăn Việt Nam cho nên cô đã mày mò tìm trên Malai trên mạng đó. Dần dần từ từ cô cũng đã thành lập được một cái căn bếp online nho nhỏ, và cũng đã được 30.000 người đăng ký để mà theo dõi và chia sẻ với cô, cho nên là cô cũng cảm thấy được an ủi rất là nhiều các bạn. Rồi bây giờ cô kể về những cái bước ngày đầu chập chững khi mà cô đi làm. Thì cô bên Việt Nam mặc dù là đã có bằng 4 năm, bằng 6 năm rồi đó, nhưng mà khi sang bên Mỹ này thì cái việc đầu tiên cô đăng ký làm đó là cô học một cái lớp đào tạo về khai thuế các bạn. Khai thuế cá nhân tại H&R Block đó. Thì đây là một cái công ty khai thuế khá lớn ở Mỹ. Và sau 3 tháng học tập á, thì nếu mà người ta ra cái điều kiện là nếu mà cô vượt qua được cái kỳ thi sát hạch và qua được hai cái vòng phỏng vấn thì cô có thể được nhận vào làm trong cái mùa thuế tới đó. Thì bởi vì cô bên Việt Nam cô là cái người giỏi mà tiếng Anh cũng có rất là nhiều, chỉ có là không quen không nghe được thôi. Cho nên với cái vốn tiếng Anh mà tích lũy nhiều năm ở Việt Nam thì tôi không mấy khó khăn khi mà tiếp xúc với những cái hồ sơ khai thuế và với những cái công việc tính toán những con số cũng như là đọc luật thuế của Mỹ đó. Thế nhưng mà cô cũng vẫn gặp một cái trở ngại lúc ban đầu, đó là tiếp xúc với giảng viên cùng với những cái học viên mà học chung với cô ấy. Thì đây là một cái vấn đề hết sức khó đối với cô. Thì cô đi học thì đương nhiên là cô không nghe được hay cái nghe được rất ít, cho nên là cô phải ghi chép rất là nhiều để cô về nhà học cho thật nhiều hơn. Hoặc là sau một cái mỗi cái buổi học ấy, thì cô lại xách tập lên cô hỏi cái người giảng viên đó. Hoặc là mỗi một giờ giải lao á, trong lớp thì cô tìm cách cô bắt chuyện với những người mà học chung với cô đó để cô rèn luyện thêm cái vốn tiếng Anh để cô có thể nói được và có thể nghe được họ nói. Thì bằng cái sự cố gắng như vậy cho nên cuối cái mùa học đó thì cô đã vượt qua được cái kỳ thi sát hạch và vượt qua được hai vòng phỏng vấn và cô được nhận vào làm trở thành nhân viên khai thuế các bạn. Thì khi mà cô được nhận vào làm trong cái sở khai thuế đó thì cô cũng lại gặp trở ngại nữa về vấn đề giao tiếp với khách hàng. Bởi vì khi khai thuế đó, khách hàng người ta đến người ta khai thuế mình phải hỏi người ta rất là nhiều và họ cũng phải trả lời cho mình rất nhiều, cho nên tiếng Anh của mình phải nghe được và nghe thấu đáo mình mới có thể khai thuế cho người ta một cách mà đúng đắn chính xác được. Đằng này cô này nghe bập bà bập bẹ chưa có nghe được chính xác rõ ràng, và nhiều khi người ta nói mà đằng cô nghe nẻo. Thế nên là cô đã gặp một cái trở ngại rất là lớn, và cô nghĩ là sau sau 3 ngày làm việc thì cô rất là bị sốc và cô nhận ra là mình quá là thiếu kiến thức cơ bản về cuộc sống ở bên Mỹ này.
quá quá là thiếu kiến thức cơ bản, thậm chí những cái điều cơ bản nhất, dễ dàng nhất người ta nói mà cô cũng không nghe nữa. Thì đó là cái cú sốc vô cùng đối với cô. Về những cái câu xã giao rất là đơn giản theo phong cách của người Mỹ cô cũng không biết được nữa, cô không nói gì được hết. Cách sống cũng như là những dịch vụ ở bên xứ Mỹ này làm là đối với cô là cô hoàn toàn mù tịt. Đấy, mới sang mà không biết gì hết. Và không biết bao nhiêu lần khi mà cô khai thuế cô tiếp xúc với khách hàng cô đã bị động khi giao tiếp với khách hàng. Thế nhưng mà cô được gặp một cái điều rất là may mắn là người Mỹ người ta rất là dễ thương, rất là thông cảm. Và khi mà mình không hiểu cái gì mình hỏi người ta thì người ta nhiệt tình, người ta giải thích cho mình, ta trả lời một cách thỏa đáng những thắc mắc của mình. Thế là coi như là sau một cái thời gian làm việc lâu dài thì cô đã dần dần từ từ hòa nhập được vào với cuộc sống của Mỹ này. Và tuy là cô làm cái công việc khai thuế với cái mức lương rất là thấp và cô chỉ làm bán thời gian thôi chứ không phải làm full time. Thì sau cái mùa khai thuế đầu tiên đó, cô đã cảm thấy cô có một cái sự tiến bộ rõ rệt về giao tiếp cũng như là hiểu thêm về cuộc sống ở Mỹ này. Đó, cô coi như dần dần từ từ sắp khắc phục được rồi và sắp vượt qua được những cái cú sốc rồi đó. Thì cô mới nói là ở Mỹ này tất cả mọi công việc đều được trân trọng hết. Cho nên là nếu mà bạn mà thấy phù hợp và có cơ hội thì hãy nắm bắt ngay. Bởi vì mỗi một cái trải nghiệm của mình đều quý giá và những người mà mới định cư thì sẽ nhận được nhiều hơn là ngoài đồng lương mỗi tháng. Có nghĩa là ngoài cái đồng lương ít ỏi của mình nhưng mà mình học tập được nhiều kinh nghiệm khiến cho mình sau này tiến bộ hơn, phát triển hơn. Thì sau cái thời gian khai thuế như vậy thì cô cũng vẫn dành cái cô không có ngại cái việc học hành bởi vì cô đã tâm niệm một cái điều là khi sang Mỹ cô nhất quyết cô phải học học cho được cái bằng cao học ở bên Mỹ này. Cho nên là trong cái khoảng thời gian mà cô đi làm á, thì cô vẫn dành cái thời gian để ở nhà cô ôn tập luyện thi thêm những cái chứng chỉ cần thiết để mà nộp đơn xin học cao học các bạn. Vì con cô nó nghe nói là có nhiều người nói là bằng cấp ở Việt Nam mang sang bên này á, thì đều họ phải học lại hết. Vì các cái trường mà không những cái trường bên Mỹ này họ không có chấp nhận bằng cấp đại học ở Việt Nam. Đó. Cho nên là cô muốn học lên cao học thì cô phải tìm hiểu. Nhưng sau khi cô tìm hiểu về cái chương trình của nhà trường ấy thì cô đã đọc được tin tức trong những cái thông tin tại những cái website hoặc là cô liên lạc trực tiếp với những người phụ trách những cái chương trình học về cao học đó thì cô đã được giải đáp cụ thể và kết quả là cô chỉ cần học thêm các cái chứng chỉ cần thiết, chẳng hạn như những chứng chỉ mà chứng minh rằng cô có đủ trình độ tiếng Anh để học hoặc Đúng là những rồi. cái chứng chỉ mà về cái ngành chuyên môn của cô pass được những cái chứng chỉ đó thì cô có thể nộp đơn học cao học. Cho nên nhiều người ta cứ suy nghĩ về mấy Việt Nam, mấy bằng Việt Nam qua đi vứt đi hết là sai, không Sai. đúng. Không đúng. Tại vì mình có thể dựa trên cái bằng đó mà mình học thêm đến. Tại vì nếu mình có trình độ thì mình có thể thi vào cái trường đó. Và nếu mình qua nổi cái bài thi đó thì mình có vào học thôi chứ không có cái gì phải thi Thì lại. đấy, như cô này này, Học cô lại học đúng bên không? Việt Nam rồi thì giờ cô sang Mỹ người ta chỉ đòi hỏi cô là vượt qua được những cái chứng chỉ cần thiết thôi để có thể nộp đơn xin học cao học. Đó. Thì cô đã mày mò và để dành thời gian để học thêm những cái chứng chỉ mà người họ yêu cầu đó. Và chỉ sau khi mà mấy tháng chờ đợi được cấp visa thì cô ôn thi và cô đã pass qua được những cái chứng chỉ mà người ta yêu cầu và cái ngày mà nhận được cái thư gọi nhập học là cô mới mừng đến rơi nước mắt. Vì cô đã sắp sửa đạt được cái mục đích của cô rồi. Thì khi mà cô được nhận vào học học trong trường đại học để tiếp tục cái ngành cao học á, với cái bằng master của cô á, thì cô rất là vui. Thế nhưng mà cô lại nghĩ là được vào học là một chuyện, còn mình học thế nào lại là một vấn đề khác. Có nghĩa là mình có học nổi hay không. Đúng rồi, tại Đấy. vì cái bằng cao học mà đòi hỏi. Thì bởi bên Mỹ này khi mà mình học học trong cái ngành đại học các bạn thì chẳng bao giờ mà trong lớp mà các giáo sư người ta điểm danh mình hết, mình có mặt thì có, không có mặt thì thôi, không ai người ta quan tâm gì đến cái chuyện mình có mặt hay không có mặt cả. Nhưng mà nếu mà mình cứ thường xuyên vắng mặt thì là một cái khó khăn rất lớn, bởi vì nếu mình thường xuyên vắng mặt thì mình không có nghe được những cái bài giảng thực tế và mình không có cái sự tương tác giữa giảng viên với sinh viên cũng như là giữa các sinh viên với nhau, cho nên là thực sự là mình mất rất là nhiều kiến thức nếu mình không đến trường. Đấy. Thì cái chương trình học của mình chọn đó, thì mình muốn học bao nhiêu lớp thì mình học, mình có khả năng bao nhiêu mình học bấy nhiêu và mình lấy những lớp nào tùy ý, tất nhiên là mình phải lấy những cái lớp người ta yêu cầu rồi, còn những cái lớp phụ thì mình lấy lớp nào tùy ý mình đó, nhưng mà mình phải vượt qua cái yêu cầu của các bộ môn học. Cho nên là cứ mỗi một sau một cái kỳ học kỳ là 3 tháng đó. Thì cái tổng số điểm của những cái môn mình lựa mình học á, mà dưới 3.0 á thì mình sẽ nhận được cái thư cảnh cáo đó. Mà nếu học kỳ sau mình không có khôi phục lại cái số điểm á, thì mình sẽ bị đuổi học. Cho nên cái chương trình học của Mỹ rất khó các bạn.
Mình dưới 3 chấm cho trong tổng số điểm của tất cả các bộ môn đề ra là mình nhận được thư cảnh cáo rồi. Và nếu mà cái học kỳ sau mình không vượt qua được 3 chấm đó mà mình vẫn cứ dưới như vậy là mình đuổi luôn. Cái đó là cho cao học thôi. Ừ. Thế cho nên là người mà đi qua Mỹ này học á, thường thường là 10 người thì chỉ được một hai người ta hoàn tất được chương trình là như vậy. Chứ không phải là cứ ai sang bên Mỹ học rồi cũng pass qua được hết đâu. Nó Con khó này khăn lắm. có giỏi thì Ừ. cũng mới làm được. Con này có thể nói là vừa giỏi lại vừa có ý chí, ha. Thì sau khi mà cô học tập miệt mài 2 năm trời, cô đã lấy được cái bằng thạc sĩ bằng tất cả sự nỗ lực của cô và những sự động viên quan tâm của gia đình nhà cô các bạn. Thì cái câu chuyện của cái cô này á, là một cái cô mà nó vượt khó khăn để mà tiến lên trong cái trong cái xứ sở của nước Mỹ này các bạn. Thì chia sẻ với các bạn câu chuyện này để người nào mà muốn tiến thân, nó muốn sang Mỹ học thì cũng hiểu biết thêm về những cái chương trình học cũng như là những đời sống bên Mỹ khi mà mình qua Mỹ mình gặp những cú sốc như thế nào. Tôi tạm biệt các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Bye các bạn. Chào các bạn, mình là Ân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Nếu các bạn muốn xem video của mình ra về sau này, mong các bạn nhấn nút subscribe ở dưới nút màu đỏ đấy các bạn. Tạm biệt các bạn.